Này. Ăn đi. Ăn những món dăm rượu. Dăm rượu. Ăn đi, ăn miếng đi. Đó là nó mới ngọt, cái sốt vết nó ngọt, đó là cũng nhộng mà. Nhộng cùng cái màu dần dần là phấn của nó nè. Nó lấy phấn vậy. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình dắt các bạn đi bắt ổ ong nha các bạn. Anh này là anh đi bắt ong nè. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đi bắt ong cho vui nha. Rồi bây giờ đi bắt ổ ong trước nha các bạn, rồi chậm nó đi bắn gà rừng. Đốt nhang á, bây giờ đốt nhang xong cho nó bay á. Đốt nhang mới có lá nữa nha các bạn, cho nó tạo thành khó nhiều quá. Anh bắt giờ có lúc nào nó chích anh nhiều không? Nó chích không nhiều, chích vừa con mấy lần ngón rồi. Cái này bây giờ mình bó với cái lá xanh đó các bạn, nó tạo khó để cho ong nó bay đi các bạn. Này, ở dưới đây cũng phải đốt đúng các bạn, lỡ nào mà ong đốt đây nó bay xuống đây nè. Là mình bị chích á. Nên nhiều lúc cũng phải phải đốt. Nhét nó gì vậy? Nhét cho nó biết lúa thừa. À nó khó ù à. Ông thở lại như thế này. Thở lại ông phụ cho mấy đứa nó. À giờ đi quá. Đó, đi đâu ăn, mà ơi, đi cho anh không xuống đây đâu mà sợ. Dùng cái ổ, lo nó cán, ông xưng, mình nó mới sợ. Qua bây giờ trèo cái ông nó nghe các bạn. Tại vì xa quá mình quay cái đây nó đã 20 mét lận. Đó, bây giờ trèo qua nó nằm ở trên cái bà đàn nha các bạn. Ủa này mới làm. Đây, bà đàn, bây giờ mình trèo từ đây lên. Đó. Rồi chuẩn bị đi anh. Thì lúc thì tôi phải cố gắng tôi trời đi bắt. Ê cái thằng nghe. Những lúc nguy hiểm lắm rồi các bạn. Các bạn không rành thì đừng nên biết trước nha các bạn. Cũng được. Ủa đi cũng to. Đó. Căng thẳng nha anh bạn. Nguy hiểm lắm đó nha. Các bạn. Thấy không? Nó bay thấy không? Chết bạn, chết bạn. Ê. Còn ở đâu vậy? Ở đâu không có, đâu thay còng đâu mà. Cầm đây. Đúng rồi. Ngậu y xuống. Ngậu xuống ngậu y, đừng có cử á. Thử thì mới cho luôn. Đừng có cử á, đừng có chạ nó dí. Đi chích ra xa ra dí. Chích rồi, nó chích nghe nó mới sao. Chưa à? Không biết nữa. Chừng gà mà ọc. Nó ọc chồng ọc chả. Chết các bạn ơi. Nếu bạn có chạy không? Dưới không làm đó mới ra rầm lắm á. Cùng lắm. Đứng ngay cổ đừng có chả. Để mày nó ba bên cái đường kia khấu luôn rồi. Nó cắn em hai phát ngày đít mưa ngày má này. Đau quá. Bị thơ cái mạc lên. Bị cái không được đâu, này nó bay đầy quá. Phải đứng chạy đây quay nha. Cổ rồi chứ động mà chả là nó dí. Đó, đừng có quơ. Nhanh chạy nó bu đi chết tùm lum hết. Ngứa quá, chạy nhanh. Chạy. Đúng mày. Chết quá bạn ơi. Tao bây giờ mình nó chết nãy giờ nó bay nhiều quá các bạn, phải đứng xa. Xong rồi đó hả? Thằng bạn đi tự nhiên mà. Đó, xuống rồi nè các bạn. Bày đầy kia nè. Đó, xong rồi nè các bạn. Đây, xong rồi nè các bạn. Trời ơi, hơi khổ.
Đâu mở ra coi, bây giờ xong nè. Nãy đó. Nhỏ mới uống mới lòm, mưa mấy ngày. Giờ mở ra coi thử nha các bạn. Mặc nhiều không? Mới lòm. Hơn chưa? Hơn chưa à? Mới lòm chứ lòm lâu rồi cũng có lít à, cái này là tự nhiên luôn á. Bây giờ gì mình phải ép cái này các bạn. Đó, cái này được một chai mặt nha các bạn. Gần lít. Nãy có bị chích con muỗi nào phòng lít không? Ngon không mi? Ngon. Ngon đúng không? Tự nhiên. Ăn tự nhiên đó các bạn. À, anh chấm múc cái này nè. Anh đừng chấm ăn. Ừ. Ăn. Mà chấm múc cái nha các bạn. Thấy mặt này. Ừ. Thấy mặt của nó này. À, thấy mặt không? Thấy mặt của nó này không? Đã luôn. Đó. Dìm dép rồi. Dép rồi mình lạc. Đây. Mình mới múc thử nha các bạn. Đây là mình chỉ cắt các cái mặt thôi, còn vẫn đi ủ lại cả 15 ngày sau mình cắt. À, cắt mặt nữa. Cắt mặt nữa. Chỉ còn nữa hả? Còn có ổn vậy đó. Rồi ok. Bây giờ chờ anh kia đi bắn gà rừng nha, mình không đi theo được, gà nó giác lắm. Bây giờ mình giác cái mặt âm này luôn đi, đuổi vô chai luôn. Cái mặt này. Giác không? Vé con rồi nó hư cái mặt á. Vé cái nhộng rồi là hư mặt liền. Không có nhộng. Xí cá không có nhộng. Đâu có nhộng. Vé ăn mà vé nhộng rồi thôi có mặt nó đục nó hư. Xí cá không có nhộng. Nhưng mặt nó cháy chứ. Không, cái đâu có con. Cái mặt liền mà. Đi dầm rượu à. Rồi shop đi dầm rượu à. Ừ. Còn mặt đấy được. Cái đục đi dầm rượu nó. Ngọt cầm có bầu cũng ngon. Nắm về lên lòng. Đổ hết không? Mình cắm vô đây. Cắm bô luôn nào. Vô đó cũng được. Cắm sót. Cái này dùng dùng. Không sao phải bô cái cái. Nó lọc bây giờ lọc nha các bạn. Mày lọc qua nó cái lưới này nè. Bỏ cái đuôi lên trước đi. Bỏ lên cái đây đi. Ôi lũng cái gì, cái lỗ nhỏ xíu ấy mà. Nó có bồ giấc nhau lũng thì ngon. Không có lũng mắm không. Lũng mắm hơi á. Không, nó tọt đi, khả năng đi vô hơi cái bồ cho chết. Sắp là cái này để dầm rượu nha các bạn. Ăn luôn rồi. Tiếc quá. Rồi lấy màu xanh ra đi. Không bỏ một cái gì nha. Dạ anh. Làm mới thời giờ hả? Ừ. Thôi đi. Đó. Châm xuống dưới luôn. Dưới chứ chứ nó nghĩ sao tôi đốt dưới chứ. Rồi trời có cả. Hơn chưa? Có hơn chưa thôi. Tôi đốt là chưa rửa, đã chưa rửa. Ồ hơn chưa, không chưa rửa á. Hơn chưa là mày chắc không. Thôi 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 thôi. Thôi lấy cho nữa. Đây muốn nó rồ không ta? Không. Cho anh hả? Đổ cho nước kia luôn. Đổ nước luôn. Ủa đất bạn đâu vậy? Bạn. Bạn nằm ở cụ đất. Chưa không? Bán chưa đó hả? Chưa các bạn. Chưa nhiều hả? Đấy mẹ đây. Có gà tống bữa trước giấy, bữa trước của nó, bữa trước của mình đi luôn. Nói cho nãy chạy nó bán không được hả? Chạy rửa. Ê, nghĩ nó rồi nó ăn, con nó đụng quá nó ăn lại chó nữa. Có thể không được. Không tới chạy rửa.
Đâu phải thằng chấm mút đâu. Đúng chị. Làm đi. Đây, sáng giờ đi được bao nhiêu đây ô tổ ong này các bạn? À, hồi sáng giờ bắt đủ ông được một chai rưỡi một ong nha. Rồi các bạn. Ăn đi. Hai rưỡi ngon. Dăm rưỡi. Dăm rưỡi. Ăn đi, ăn miếng đi. Đó là nó mới ngọt, cái sốt vết đó. Đó là cũng nhộng mà. Nhộng thì cái màu dần dần là phấn của nó nè. Nó lấy phấn gì nữa. Cái này ăn được luôn hả? Vì dăm rưỡi với sốt. Ăn miếng lắm. Rồi đây. À, mình thử miếng ăn cái nào anh? Cái nào ăn cũng được ăn. Nè mình thử miếng nha các bạn. Nhộng xốp. Nhộng xốp luôn. Video hôm nay là kết thúc. Bây giờ mình về nha các bạn. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh mình để nhận video mới nhất nha. Bye bye. Bye bye các bạn.